Một bộ truyện tranh, một phần cảm xúc. Chào mừng bạn đến với kênh anime kỳ này. Nếu mỗi loài động vật đều có một vương quốc riêng của chúng, thế thì vương quốc của loài mèo sẽ có hình dáng ra sao? Chúng ta hãy cùng theo dõi nhé. Tập trước, chúng ta nhắc đến Hattori bỗng dưng bất tỉnh ở bộ lạc rồng. Cô mơ màng cảm thấy mình nhìn thấy một số thứ, dường như là một cô gái và một con mèo đang tiến hành cuộc giao dịch bất thường. Nhưng chưa đợi cô tìm hiểu kỹ mọi thứ, cô bèn tỉnh dậy khỏi giấc mơ. Hattori bỗng dưng tỉnh dậy, nhìn thấy mình và Shiya đang ngồi trên toa tàu. Phong cảnh vút qua cửa sổ, bên cạnh là người cho cô cảm giác an toàn. Nhưng Hattori vẫn ngồi thẫn thờ, cô không biết mình sẽ đi tới đâu. Shiya nói với cô, họ đến điểm du lịch trăng mật tiếp theo. Đúng lúc này, có một tên đầu sọ xuất hiện. Hắn nói với Shiya, có sứ giả muốn gặp anh ta. Sau khi sứ giả đến, Hattori mới phát hiện sứ giả là một con mèo dễ thương. Sứ giả đến đây lần này chính là vì vương quốc mèo của chúng muốn gặp mặt Shiya. Shiya và Hattori xuống tàu ở một thị trấn có phong cảnh đẹp như tranh, không hổ danh là vương quốc mèo. Cho dù cây cỏ hay biển hoa, trên bờ rào chỗ nào cũng thấy đủ các loại mèo dễ thương. Lúc hai người đang đi về phía trước, một người mặc áo đỏ đi ngang qua Hattori. Hattori dường như nhận ra điều gì đó, nhưng cô cảm thấy chắc do mình quá nhạy cảm nên đã không nói gì. Trên tường một ngôi nhà, họ tìm thấy quốc vương mèo đang nằm phơi nắng, Pen. Đây là một con mèo đẹp, có cặp mắt khác lạ. Nó nói thẳng với Hattori, vương quốc mèo dạo gần đây không được yên ổn, thế nên chúng mong pháp sư hỗ trợ. Bỗng có một cô bé cười khúc khích chạy vào, cô thấy kỳ lạ, sao Hattori lại tự lẩm bẩm một mình. Bởi vì Shiya đã biến thành cái bóng trốn dưới đất. Hattori xấu hổ nói mình thích mèo. Sau khi cô bé chạy về nhà, Pen nói với Hattori bằng ánh mắt trìu mến. Cô bé này là chủ nhân của nó, nhưng trong lòng Pen luôn coi cô bé như con gái của mình. Thì ra, đây chính là định nghĩa của thú cưng đối với con người chúng ta. Shiya không thích trẻ con bởi độ quan sát của trẻ con cực tốt. Thế nên Shiya định dùng bóng của mình để đi thăm dò. Còn Hattori để Pen chỉ đường. Pen dẫn Hattori đi xuyên qua rừng sâu, đi đến một đầm lầy. Nó nói với cô, rất lâu về trước, từng có một người đàn ông ngược đãi giết mèo. Không có con mèo nào thoát khỏi sự giày vò của hắn. Cuối cùng, quốc vương mèo đời một dẫn theo một số mèo còn sống trả đòn phản công. Chúng ăn thịt người đàn ông, trấn áp linh hồn hắn. Thứ ô uế trên mặt nước chính là linh hồn người đàn ông này. Nhưng gần đây, linh hồn của hắn như muốn phản kháng. Nếu thứ ô uế này phá vỡ trấn áp thì đây là một trận tai ương khổng lồ đối với loài mèo và con người. Thế nên, vì để bảo vệ chủ nhân mà mình coi như con gái, Pen bắt buộc phải mời pháp sư Shiya đến. Hattori vừa hay hiểu mối quan hệ bên trong đó thì bị một người áo đỏ bế lên ném xuống nước. Người này chính là tên đã đi ngang qua Hattori lúc đầu. Cơ thể cô chìm sâu xuống nước nhưng ý thức lại nhìn rõ cảnh tượng. Người đàn ông trong khung hình yêu say đắm vợ mình, nhưng hắn lại mắc bệnh nan y, chỉ có một con mèo nhút nhát và bướng bỉnh ở bên cạnh cô vợ trong quãng thời gian dài. Có thể đoán được, đây là người đàn ông giết hại lũ mèo năm đó, tất cả những việc anh ta làm chỉ vì muốn kéo dài tuổi thọ cho vợ mình. Bỗng nhiên, Hattori nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp dưới nước, đây là vợ của người đàn ông. Thì ra cô ta mới là cốt lõi của đám ô uế đó, ô uế là chồng của cô ta. Cô ta mong Hattori có thể giúp đỡ chồng mình thoát khỏi ám ảnh. Khi Hattori mở mắt tỉnh dậy, cô đang nằm trong lòng Shiya. Shiya đã quyết định để Hattori dùng ma thuật cột rửa linh hồn người đàn ông đó. Họ không biết được người áo đỏ đứng sau cây đã nhìn thấy hết mọi thứ. Buổi tối, Hattori mặc lên mình bộ áo thánh đã được ngâm nước tuyết. Shiya chuẩn bị cho cô lư hương và cành hoa kim tước thay thế cho trượng tay, chủ yếu là mời tinh linh không khí đến làm bạn đồng hành với cô. Tên này mặc dù lắm chuyện, không có nhiều kinh nghiệm về ma thuật, tiếp đến là màn biểu diễn của Hattori. Trước khi đi, Shiya còn đào tạo chuyên nghiệp cho đồ đệ. Anh nói với Hattori, cô phải yêu thế giới này, cho dù thế giới này có đôi lúc không bảo vệ cô. Mặc dù Hattori không hiểu về ma thuật, nhưng cô vẫn muốn thử sức. Thế là, cô đi về phía đầm nước ô uế đó. Cô muốn dùng sức mạnh của mình để giúp đỡ quốc vương mèo và giúp đỡ người phụ nữ dưới đáy nước có thể hoàn toàn được thoát giải. Nhưng cô không ngờ được, lúc mình sắp tiến lại gần đám ô uế đó, nguy hiểm cận kề trước mắt. Hai tên ma thuật từ trên trời rơi xuống, bắt cóc Hattori và tinh linh không khí và nói với cô bí mật động trời. Không lâu nữa Hattori sẽ chết. Câu chuyện như thế nào? Họ nói có thật hay không? Chúng ta hãy cùng theo dõi ở phần sau nhé. Tôi là cô gái mê anime. Bạn nào yêu thích tôi thì đừng quên theo dõi và chia sẻ nhé. Yêu các bạn! Cảm ơn các bạn đã đón xem video ngày hôm nay. Và nếu bạn thích video này, đừng quên nhấn like, share cũng như là subscribe kênh YouTube của chúng mình để cùng đón xem thật nhiều video thú vị và hấp dẫn khác sắp tới nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!